Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Quảng Bình ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình Quảng Bình ngày mới sáng nay thứ ba, ngày 31 tháng 8 năm 2021 có những nội dung chính như sau. Thường trực tỉnh ủy họp với Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa bàn huyện Lệ Thủy. Phát huy vai trò mặt trận trong phòng chống dịch. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 30 tháng 8, Thường trực tỉnh ủy đã có cuộc họp với Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh để chỉ đạo triển khai các phương án phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự có đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và thành viên Trung tâm chỉ huy. Theo báo cáo của Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, công tác chỉ đạo phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh đang được triển khai theo đúng tinh thần chống dịch như chống giặc. Quảng Bình đã thực hiện phân loại vùng xanh, vàng, đỏ trên bản đồ thông tin dịch tễ COVID-19 để tận dụng thời gian vàng, từ đó tổ chức tập trung khoanh vùng, xét nghiệm nhanh, cách ly sớm, thu hẹp phạm vi có dịch để dập dịch nhanh nhất có thể. Tỉnh đã chỉ đạo thần tốc công tác xét nghiệm diện rộng, điều tra dịch tễ, truy vết, cách ly, lấy mẫu. Những nơi nào đã xét nghiệm sàng lọc, thực hiện kiểm soát chặt người ra, người vào. Tỉnh cũng đã thực hiện phân tầng điều trị theo mô hình 3 cấp để thuận lợi trong quá trình điều trị F0. Tỉnh cũng đang thực hiện việc áp dụng chỉ thị 15 và 16 của chính phủ phù hợp với tình hình thực tế của từng vùng địa phương, được người dân đồng tình cao và thực hiện nghiêm túc. Các đồng chí trong Thường trực tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy đánh giá cao những bước đi đúng hướng mà các cấp ngành địa phương đang thực hiện, đồng thời lưu ý dịch bệnh còn diễn biến phức tạp nên cần phải tập trung quyết liệt hơn cả biện pháp phòng chống dịch, nhất là ở các địa bàn đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, Quảng Bình phải đặt mục tiêu quyết tâm dập dịch, chậm nhất đến ngày 15 tháng 9 phải kiểm soát được toàn diện tình hình dịch trên địa bàn. Do vậy phải tập trung cả giải pháp một cách quyết liệt hơn, thực hiện việc giãn cách, cách ly triệt để theo đúng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại các địa phương, tập trung vào truy vết xét nghiệm, nhất là xét nghiệm PCR tại những vùng đỏ, test nhanh kháng nguyên để tầm soát ở các vùng vàng nhằm bóc tách F0, sử dụng hiệu quả vật tư sinh phẩm y tế, phát huy tốt mô hình điều trị 3 tầng cho bệnh nhân F0, đảm bảo trang thiết bị đầy đủ tại các cơ sở điều trị. Cùng với các biện pháp chuyên môn thì đội ngũ y bác sĩ cũng cần quan tâm động viên tinh thần các bệnh nhân F0 để giúp cho bệnh nhân yên tâm điều trị, phục hồi sức khỏe, có phương án bổ sung trang thiết bị đảm bảo đầy đủ phục vụ cho công tác xét nghiệm. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng đề nghị phải lưu ý quan tâm đến chính sách an sinh xã hội đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các vùng đang thực hiện cách ly, phong tỏa để người dân yên tâm, nghiêm túc thực hiện quy định phòng chống dịch của chính quyền. Cùng với đó tăng cường công tác thông tin tuyên truyền thống nhất, đúng định hướng, cung cấp thông tin đầy đủ cho người dân nắm rõ tình hình dịch cũng như công tác phòng chống dịch của tỉnh, phải tạo được sự đồng thuận, đoàn kết trong cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân để kiểm soát sớm dịch bệnh trên địa bàn. Tiếp thu tinh thần chỉ đạo của đồng chí Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh nhấn mạnh, Quảng Bình sẽ quyết tâm kiểm soát toàn diện tình hình dịch trên địa bàn trong thời gian sớm nhất. Nguyên tắc áp dụng các mức độ phòng chống dịch thời gian tới sẽ phải tăng chứ không được giảm. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho Sở Y tế phối hợp với các địa phương tập trung thần tốc sàng lọc F0, truy vết F1, đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm để có cơ sở khoanh vùng dập dịch, phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới để phân loại các F0 nhằm có hướng điều trị phù hợp, nâng cao chất lượng điều trị của các cơ sở y tế, quyết tâm không có bệnh nhân tử vong. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh đến sự đồng lòng vào cuộc của các doanh nghiệp, đơn vị để xã hội hóa việc trang bị bổ sung thiết bị y tế cho tỉnh nhằm nâng cao năng lực y tế trong công tác phòng chống dịch. Hôm qua ngày 30 tháng 8, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Lệ Thủy. Cùng đi có đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu và đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra khu cách ly tập trung tại trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Lệ Thủy. Ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các lực lượng chức năng đã vận hành tốt khu cách ly tập trung, đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch
và sức khỏe của công dân đang thực hiện cách ly. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, huyện Lệ Thủy cần nghiên cứu phương án trưng dụng các trường học để làm khu cách ly tập trung, đồng thời có kế hoạch giải pháp linh động để vừa bảo đảm việc học tập của các em học sinh ở những nơi không thực hiện giãn cách phong tỏa. Thăm động viên các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại xã Ngư Thủy Bắc, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chia sẻ với những khó khăn vất vả của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại đây, đồng thời biểu dương việc kiểm soát nghiêm ngặt của các lực lượng trực tại chốt và sự đồng lòng thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch của nhân dân xã Ngư Thủy Bắc. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường các hoạt động phòng chống dịch ở khu vực biên giới biển, tuyệt đối không lơ là chủ quan, không cho người qua lại vùng bị phong tỏa, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe, vừa kiểm soát tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn xã. Kiểm tra khu cách ly tập trung tại trường mầm non xã Thanh Thủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao cách làm sáng tạo, mô hình hay trong phòng chống dịch của cấp ủy chính quyền địa phương, đồng thời yêu cầu huyện Lệ Thủy tiếp tục nhân rộng mô hình này trên địa bàn toàn huyện, đồng thời mong muốn cán bộ chiến sĩ tại khu cách ly tập trung tiếp tục khắc phục khó khăn, đồng sức đồng lòng để cao vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ nhằm góp phần ngăn chặn kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn. Dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu và đoàn công tác đã đến thăm động viên cán bộ nhân viên tại Trung tâm Y tế huyện Quảng Ninh. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa có công điện về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình điện thủ trưởng các sở ban ngành cấp tỉnh, thủ trưởng các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện đồng bộ quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 với phương châm thần tốc, mạnh mẽ, nghiêm ngặt các giải pháp, cương quyết ngăn chặn, đẩy lùi, hạn chế tối đa số người nhiễm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban ngành cấp tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn, các cơ quan đơn vị và nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo công điện số 1102 CDTTT ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị số 10 CTTU ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó phải thực hiện ngay một số nội dung sau đây. 1. Tiếp tục thực hiện quyết liệt triển để cả biện pháp cách ly xã hội để phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị số 16 CTTT, chỉ thị số 15 CTTT của Thủ tướng Chính phủ. Giao Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh chỉ đạo Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh, quyết định áp dụng bổ sung các biện pháp cao hơn, mạnh hơn, quyết liệt hơn ở các thôn, khu phố, xã, thị trấn, vùng có nguy cơ nhưng không được thấp hơn nguyên tắc tại chỉ thị số 16 CTTTR, chỉ thị số 15 CTTTR. Các địa phương đang giãn cách theo chỉ thị số 16 CTTTR, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, ai ở đâu ở đó. Thực hiện nghiêm ngặt cách ly người với người, gia đình với gia đình, thôn với thôn, khu phố với khu phố, xã thị trấn với xã thị trấn. Và phải chủ động đảm bảo các yêu cầu y tế, lương thực thực phẩm, dịch vụ thiết yếu, trật tự an toàn xã hội cho nhân dân. 2. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền phải lãnh đạo chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Đảm bảo lãnh đạo chỉ đạo tập trung thống nhất, xuyên suốt, dứt khoát, quyết liệt, hiệu quả, nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, bám sát thực tiễn, cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe. Khi thực hiện cần chủ động, linh hoạt, sáng tạo, không cầu toàn, không nóng vội, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, kịp thời bổ sung, hoàn thiện, phù hợp với tình hình, nhằm đạt hiệu quả cao nhất. 3. Khẩn trương điều động nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, vật tư y tế cần thiết để triển khai các biện pháp cấp bách sau. Truy vết tối đa trong thời gian ngắn nhất. Sàng lọc các đối tượng có triệu chứng ho, sốt, khó thở, mất vị giác. Tăng tốc xét nghiệm sàng lọc diện rộng đối với các khu vực có nguy cơ, khu trú tập trung, đảm bảo hiệu quả thiết thực, tiết kiệm nguồn lực. Thực hiện triệt để các biện pháp cách ly, điều trị phòng chống dịch COVID-19, nhanh chóng ổn định tình hình, không để dịch bệnh tiếp tục lây lan. Nếu có khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xử lý. 4. Huy động sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các đoàn thể xã hội, tổ chức tôn giáo, các tổ chức khác và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác phòng chống dịch, nhất là vận động hướng dẫn giải thích thuyết phục, yêu cầu người dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch và hưởng ứng chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh, trên tinh thần vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất, không chờ đợi lựa chọn vaccine.
phát huy mạnh mẽ vai trò trách nhiệm của tổ COVID-19 cộng đồng, phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt phương châm, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, quản lý chặt chẽ các hộ gia đình, nắm chắc thông tin của từng người dân để phát hiện ngay những trường hợp có yếu tố nguy cơ nhằm triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống dịch. 5. Tiếp tục bổ sung các phương án kịch bản cao hơn khi dịch bệnh bùng phát trên diện rộng, không để bị động bất ngờ, ra soát bổ sung thêm các cơ sở cách ly tập trung đủ điều kiện, xây dựng kế hoạch sẵn sàng kích hoạt thêm bệnh viện phân tầng 3 cấp để điều trị bệnh nhân COVID-19. Tập trung huy động đội ngũ cán bộ y tế không phân biệt công tư tham gia phòng chống dịch, bổ sung các loại thuốc, các biện pháp điều trị đối với bệnh nhân COVID-19 trở nặng, tăng cường kiểm soát chặt các cơ sở cách ly, tránh lây nhiễm chéo, tập trung các điều kiện đảm bảo an toàn cho toàn bộ lực lượng tuyến đầu tham gia chống dịch, đảm bảo an toàn cho các cơ sở y tế, bệnh viện tuyến huyện, bệnh viện khu vực, bệnh viện Việt Nam Cuba Đồng Hới để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. 6. Các đơn vị địa phương quản lý các khu cách ly tập trung, ra soát các điều kiện tổ chức quản lý nhân lực, trang thiết bị, vật tư các khu cách ly theo đúng quy định, khẩn trương khắc phục các vấn đề còn tồn tại cho công tác thu dung cách ly người nghi nhiễm COVID-19, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hiệu quả phòng tránh lây nhiễm trong các khu cách ly theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. 7. Sở Y tế chịu trách nhiệm đảm bảo công tác chuyên môn, giám sát chặt chẽ tình hình dịch, tham mưu áp dụng các hình thức giãn cách phù hợp tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, tăng cường năng lực xét nghiệm để phát hiện sớm, cách ly nhanh, chỉ đạo các cơ sở điều trị đảm bảo thu dung điều trị bệnh nhân theo quy định, chủ động ra soát, chuẩn bị đầy đủ về cơ sở thu dung, chăm sóc điều trị người bệnh và người nhiễm COVID-19, đảm bảo đủ oxy y tế, thuốc, trang thiết bị, vật tư và nhân lực y tế cho các cơ sở này. Chủ trì phối hợp với các sở ban ngành địa phương liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh điều hành hoạt động phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Tiếp tục chủ động hơn nữa trong việc tiếp cận với các nguồn vaccine để đưa về địa phương tiêm cho người dân. Khi có vaccine về phải tổ chức tiêm nhanh chóng, an toàn, hiệu quả, đảm bảo an toàn, kịp thời, đúng đối tượng, phù hợp với tình hình diễn biến dịch trên địa bàn. 8. Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các đơn vị địa phương liên quan tiếp tục hoàn thiện triển khai phương án đảm bảo lương thực, thực phẩm, các dịch vụ thiết yếu cho người dân, nhất là người già, trẻ em, nhóm người yếu thế tại các địa phương đang giãn cách xã hội. Tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, chỉ cho hoạt động ở những nơi đủ điều kiện theo nguyên tắc an toàn mới sản xuất phải an toàn. Chủ động tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. 9. Sở Giao thông Vận tải đảm bảo vận tải lưu thông hàng hóa thông suốt mọi lúc mọi nơi trên địa bàn tỉnh, phối hợp chặt chẽ hiệu quả giữa các sở ngành và các địa phương để xử lý linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận tải lưu thông hàng hóa, nhất là hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng chống dịch, phục vụ đời sống nhân dân và nguyên vật liệu sản xuất hàng hóa xuất nhập khẩu. 10. Sở Thông tin và Truyền thông chủ động cập nhật thông tin kịp thời về tình hình dịch bệnh trên địa bàn, tăng cường công tác truyền thông, đảm bảo tính thống nhất, chính xác, phát huy vai trò của toàn bộ hệ thống truyền thông, nhất là mạng lưới thông tin cơ sở, lan tỏa những mô hình tốt, điển hình tiên tiến, cách làm hiệu quả của các tổ chức và cá nhân trong phòng chống dịch, kiên quyết đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xấu độc, gây hoang mang lo lắng cho người dân. 11. Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ tình hình thực tế, chủ trì phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đánh giá dự báo tình hình, tổ chức triển khai năm học mới 2021-2022 phù hợp, đảm bảo yêu cầu nghiêm ngặt về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đẩy mạnh cung ứng công nghệ thông tin, chủ động xây dựng phương án tổ chức dạy và học sáng tạo, linh hoạt, sẵn sàng chuyển trạng thái để thích ứng và giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19. 12. Sở Tài chính chủ trì tham mưu ưu tiên nguồn lực, tăng cường tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi chưa cần thiết, các khoản chi sự nghiệp có tính chất đầu tư, sử dụng tiết kiệm quỹ dự phòng ngân sách, quỹ dự trữ tài chính để tập trung cho phòng chống dịch, bố trí kinh phí phòng chống dịch, kinh phí chi trả chế độ chính sách cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. 13. Công an tỉnh siết chặt các quy định, quy trình thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 liên ngành trên địa bàn toàn tỉnh, kiểm soát chặt chẽ tất cả người và các phương tiện di chuyển qua chốt, đặc biệt là người từ vùng dịch trở về địa phương để đưa đi cách ly theo quy định, tuyệt đối không để cán bộ, chiến sĩ, nhân viên làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch bị lây nhiễm dịch bệnh. Ra soát và kiểm soát chặt chẽ tất cả các đường mòn lối mở, các ngõ tự phát rạp xanh với các tỉnh có thể vào được địa phận tỉnh Quảng Bình, đặc biệt là các tỉnh đang có ca bệnh lây lan trong cộng đồng. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống dịch xảy ra. Đảm bảo an toàn an ninh trên không gian mạng, tăng cường tuần tra phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 14. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong việc tổ chức thực hiện cách ly tập trung phòng chống dịch. Chủ động phương án huy động lực lượng hỗ trợ đảm bảo
an ninh trật tự an toàn xã hội trong trường hợp phải thực hiện giãn cách xã hội diện rộng. 15. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thành lập trung tâm chỉ huy phòng chống dịch các cấp do đồng chí chủ tịch Ủy ban nhân dân đứng đầu, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, ban hành quy chế hoạt động, phân công ứng trực 24/24 giờ để kịp thời tiếp nhận, xử lý, báo cáo theo thẩm quyền mọi vấn đề liên quan phòng chống dịch trên địa bàn. Cần công khai thông tin rộng rãi số điện thoại, đường dây nóng của ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã, trạm y tế trên địa bàn để người dân biết, chủ động liên hệ khai báo y tế, tránh tập trung đông người, hạn chế tiếp xúc. Phối hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung các hình thức giãn cách phù hợp tình hình dịch bệnh trên địa bàn, thực hiện nghiêm, thực chất, kịp thời việc cách ly nguồn lây nhiễm trong cộng đồng. Tăng cường tuyên truyền thông tin đến người dân theo tinh thần vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất, tuyệt đối không được có tư tưởng chờ đợi, lựa chọn vaccine. Tăng cường chỉ đạo việc ra soát, lập kế hoạch, dự trù và tổ chức đấu thầu mua sắm sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị cho phòng chống dịch COVID-19 theo phương châm 4 tại chỗ, không để thiếu nhân lực, vật tư, sinh phẩm, hóa chất, trang thiết bị, chế độ cán bộ, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn phụ trách và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Tiếp tục duy trì công tác ra soát, nắm bắt tình hình di biến động của người dân trên địa bàn, người đi lao động tại các địa phương khác ngoài tỉnh, tăng cường tuyên truyền cho cả gia đình, vận động con em, người thân yên tâm ở lại địa phương để đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, ai ở đâu ở đó. 16. Đề nghị Ban tuyên giáo tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chỉ đạo Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình và đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tăng cường thông tin về công tác phòng chống dịch COVID-19 nhằm tạo sự đồng thuận chia sẻ trong nhân dân để người dân không chủ quan lơ là, mất cảnh giác, đồng thời không mất bình tĩnh, hoang mang, sẵn sàng chủ động trong phòng chống dịch COVID-19 thành công. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban ngành cấp tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn, các cơ quan đơn vị và nhân dân trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Trần Thắng đã ký hết nội dung công điện. Thông tin từ Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết, từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 30 tháng 8, Quảng Bình tiếp tục công bố thêm 12 ca dương tính mới với SARS-CoV-2. Như vậy, trong vòng 24 giờ, từ 18 giờ ngày 29 tháng 8 đến 18 giờ ngày 30 tháng 8, Quảng Bình đã ghi nhận 47 ca bệnh COVID-19. 12 ca mới được công bố trong chiều ngày 30 tháng 8 gồm 2 ca ở xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, 10 ca ở huyện Bố Trạch thuộc các xã Đức Trạch, Nhân Trạch, Hải Phú và thị trấn Nông Trường Việt Trung. Ngay sau khi phát hiện các ca bệnh, CDC Quảng Bình đã phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương tiến hành điều tra truy vết và triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đồng thời đưa các bệnh nhân đi cách ly điều trị tại cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19. Phối hợp với trung tâm y tế các huyện và các lực lượng khác tiếp tục khẩn trương điều tra truy vết các trường hợp F1 và lập danh sách F2 của các bệnh nhân này để theo dõi giám sát kịp thời. Đến nay toàn tỉnh có 5.801 trường hợp F1, 10.415 trường hợp F2 có liên quan đến các ca dương tính với SARS-CoV-2. Tổng số ca bệnh mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh là 488 ca. Trong ngày 30 tháng 8 đã có thêm 2 bệnh nhân được làm thủ tục xuất viện. Tính đến 18 giờ ngày 30 tháng 8, Quảng Bình đã có 61 bệnh nhân được xuất viện, còn 427 bệnh nhân đang được cách ly điều trị. Hiện Quảng Bình có 8.411 trường hợp đang thực hiện cách ly theo đúng quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định về việc bổ sung mức độ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Quảng Ninh. Cụ thể, bổ sung vùng cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 CT-TTR ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 đối với toàn bộ xã Hải Ninh và xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh. Thời gian thực hiện 14 ngày, bắt đầu từ 12 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2021. Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh căn cứ quyết định số 2686 QĐ-BCD ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc ban hành quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng chống dịch COVID-19 và quy định tại quyết định này để chủ động quyết định bổ sung cả quy định về biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn quản lý với phương châm có thể áp dụng sớm hơn, cao hơn nhưng không được chậm hơn hay thấp hơn. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa có cả quyết định thành lập bổ sung các khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Cụ thể, thành lập bổ sung khu cách ly tại trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hòa Tiến, huyện Minh Hóa với khả năng thu dung 300 giường. Khu cách ly tập trung tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nông nghiệp Quảng Bình với khả năng đảm bảo 140 giường. Khu cách ly tập trung tại trường Mầm non Hoa Mai, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy với khả năng đảm bảo 120 giường. Trưng dụng các địa điểm để bổ sung khu cách ly tập trung gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà khách Việt Lào tại Quảng Bình và Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Phương Nam. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, cả các bệnh đang có chiều hướng tăng. Bên cạnh thực hiện giãn cách, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, thì Quảng Bình đã trọng tâm việc xét nghiệm nhanh nhằm truy vết, khoanh vùng, bóc tách các F0 ra khỏi cộng đồng. Qua xét nghiệm, trên đoạn hình ảnh thăm dò chức năng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Bình luôn sáng đèn trong suốt thời gian này. Hơn 20 cán bộ y tế luôn phiên nhau làm việc hết công suất trong đợt dịch mới xuất hiện trên địa bàn. Những ngày cao điểm, cán bộ y tế, kỹ thuật viên làm việc trắng đêm, chạy đua với thời gian để thực hiện nhanh chóng, chính xác từng mẫu xét nghiệm. Từ khi xuất hiện ca dương tính đầu tiên tại Quảng Bình, hệ thống xét nghiệm chưa phút nào được ngừng nghỉ. Cán bộ thay nhau vận hành xét nghiệm để có kết quả sớm nhất, thậm chí phải huy động thêm nhân lực từ cả khoa khác. Hiện nay thì với cái sự hỗ trợ thêm của Viện Pasteur Nha Trang, kèm theo thì sự vào cuộc và phối hợp của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới, thì năng lực xét nghiệm tại phòng xét nghiệm sinh học phân tử của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật với tổng số mẫu đơn tầm khoảng 2-3.000 mẫu trong một ngày, Bệnh viện Việt Nam Cuba tầm khoảng 1-2.000 mẫu trong một ngày. Thì như vậy thì với cái khả năng đó, trong thời gian tới Quảng Bình sẽ thực hiện được tổng tối đa trong vòng tầm 5-6 mẫu đơn trong một ngày. Nếu chúng ta làm mẫu gộp thì nhân lên 5-6-30, khoảng 30.000 mẫu gộp mẫu trong một ngày. Lực lượng y tế của tỉnh đã không kể ngày đêm dồn tổng lực lấy mẫu xét nghiệm tại các địa bàn dân cư và nhanh chóng chuyển các mẫu nghi ngờ qua test nhanh về CDC để làm xét nghiệm khẳng định. Đặc biệt trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận nhiều ca dương tính. Lực lượng y tế Quảng Bình đang quyết tâm thực hiện phát hiện, khoanh ổ dịch, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, truy vết triệt để F1, không để phát sinh chùm các bệnh mới, từng bước đẩy lùi dịch bệnh. Tổ dân phố 1 nói thì chấp hành vô cùng là tốt, thì tất cả đều thực hiện theo cái chỉ thị 16. Phường đã lấy mẫu xét tách nhanh là lần thứ nhất và tinh thần bà con rất là chấp hành rất là tốt và đây là một việc làm rất là hiệu quả. Trong ngày 28 tháng 8, sau khi ghi nhận ca dương tính tại sự nghiệp may Hà Quảng thuộc Tổng Công ty May 10, xác định đây là trường hợp có nguy cơ lây nhiễm cao, ngay trong chiều 28 tháng 8, Viện Pasteur Nha Trang, CDC Quảng Bình phối hợp với Trung tâm Y tế Đồng Hới đã trực tiếp tiến hành điều tra, truy vết, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại xí nghiệp, khẩn trương tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc đối với các công nhân đang có mặt tại xí nghiệp. Trong thời gian tới, thì để đảm bảo nguồn lực lượng lấy mẫu trên diện rộng và số lượng đông, thì CDC đã chủ động giao cái phần lấy mẫu cơ bản cho các địa phương để chủ động. CDC sẽ chịu trách nhiệm về mọi đầy đủ mọi cơ sở vật chất, rồi vật tư trang thiết bị phục vụ cho công tác lấy mẫu, đồng thời cử cán bộ hỗ trợ về mặt chuyên môn kỹ thuật nhằm đảm bảo cái tiến trình lấy mẫu theo đúng tiến độ và đảm bảo theo đúng quy trình kỹ thuật. Đối với những cái ổ dịch mới trên địa bàn toàn tỉnh thì CDC đã chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện tăng cường sử dụng cái test nhanh để sàng lọc và bóc tách càng sớm càng tốt những cái trường hợp mà dương tính, và sau khi test nhanh dương tính thì chuyển ngay mẫu vào CDC để xét nghiệm khẳng định, đồng thời tiến hành điều tra truy vết tất cả những trường hợp liên quan. Để chạy đua với thời gian, việc triển khai xét nghiệm diện rộng để tầm soát F0 là yếu tố quyết định. Quảng Bình đã lên kế hoạch cấp 19.000 test xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 đợt 2 cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh để kịp thời triển khai công tác lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực không biết mệt mỏi của lực lượng y tế, mỗi một người dân cũng cần nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm sớm đẩy lùi đại dịch COVID-19. Ngay sau khi có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, huyện Quảng Trạch đã tập trung chỉ đạo các ban ngành địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Cụ thể, huyện Quảng Trạch đã tổ chức cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn xã Quảng Châu và thôn Sơn Tùng, xã Quảng Tùng trong thời gian 14 ngày, tính từ 10 giờ ngày 29 tháng 8 năm 2021, thành lập 29 chốt kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn, phân công các lực lượng công an, quân sự, đoàn thanh niên và các ban ngành đoàn thể trực 24/24 giờ tại các chốt để quản lý chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn, chuẩn bị cả phương án đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.
Đối với bàn thôn Thương Tùng, xã Quảng Tùng thì một trong những cái thôn được thực hiện theo cái chỉ thị 16. Vì vậy là ủy ban dân đã thành lập các cái ban lãnh đạo, ban chỉ đạo với ban chỉ huy và trực tiếp thành lập là 5 cái chốt kiểm soát toàn bộ người ra vào tại khu vực địa bàn thôn Thương Tùng. Địa phương đã có thành lập các cái tổ phản ứng nhanh về cung ứng lương thực, thực phẩm, đồng thời huy động tất cả mọi nguồn lực của các cái nhà hảo tâm, nguồn lực của chính quyền địa phương tập trung cho công tác phòng chống dịch, và nhất là các đối tượng khi có hoàn cảnh khó khăn thì chúng tôi sẽ trực tiếp là cung ứng kịp thời để đảm bảo đời sống vật chất cho nhân dân. Hiện nay chính quyền các địa phương đã tập trung tuyên truyền vận động bà con nhân dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo phương châm ai ở đâu thì ở yên đó, giữ khoảng cách, khai báo y tế trung thực, phối hợp với trung tâm y tế huyện tổ chức truy vết thân tốc, xét nghiệm cho 950 trường hợp có liên quan đến ca F0, đồng thời quản lý chặt chẽ các đối tượng theo quy định, tổ chức hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, kêu gọi sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm chung tay phòng chống dịch. Tôi đã lên phương án để giúp người dân hoàn thành cái việc thu hoạch lúa vụ hè thu ở trên địa bàn xã. Thứ hai là chú trọng đảm bảo an sinh xã hội cho đối tượng là người được nhận chế độ bảo trợ xã hội, và thứ ba đã liên hệ với các nhà cung ứng các cái mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu trên địa bàn để đảm bảo sau 5 đến 7 ngày thực hiện giãn cách xã hội, khi lượng dự trữ của người dân đã bắt đầu hết thì sẽ đảm bảo lên phương án cung ứng đầy đủ lương thực và thực phẩm cho người dân ở trên địa bàn xã. Huyện Quảng Trạch cũng chỉ đạo các ban ngành địa phương tập trung triển khai các biện pháp cấp bách như thành lập được 205 chốt kiểm soát phòng dịch, cắt cử cán bộ ứng trực tại các chốt để kiểm soát công tác phòng dịch, không gây ách tắc cho các hoạt động thiết yếu. Các địa phương cũng đã chuẩn bị được 24 khu cách ly tập trung. Chúng tôi đã thực hiện đầy đủ, quyết liệt, nhanh chóng và hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID trên địa bàn huyện. Kịp thời rà soát, truy vết, bóc tách các trường hợp F0, F1, F2 COVID trên địa bàn huyện. Kịp thời rà soát, truy vết, bóc tách các trường hợp F0, F1, F2 có liên quan ra khỏi cộng đồng. Thực hiện ngay 1.500 xét nghiệm test nhanh và test PCR tại các điểm có nguy cơ cao và điểm có ca bệnh. Trung tâm sẽ chủ động thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp một cách kịp thời, nhanh chóng để đạt cái hiệu quả phòng chống dịch COVID cao nhất. Huyện Quảng Trạch cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc phòng chống dịch, không hoang mang lo lắng, không được chủ quan lơ là. Tại huyện Quảng Ninh, những ngày qua địa phương này đã quyết liệt triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19, nhất là đối với những địa phương thực hiện chỉ thị số 16 và những địa phương xuất hiện ổ dịch mới. Cùng với việc tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, huyện Quảng Ninh cũng đã tiến hành truy vết trên 390 trường hợp F1 và đưa vào khu cách ly tập trung. Các xã thị trấn cũng đã kích hoạt các khu cách ly tập trung và đón công dân vào cách ly nhằm giảm tải cho khu cách ly tập trung của huyện. Với sự huy động lực lượng là cán bộ y tế học đường và các tình nguyện viên cùng với cán bộ y bác sĩ trung tâm y tế huyện, các trạm y tế xã thị trấn tiến hành test nhanh COVID-19 cho trên 24.000 người dân và tiếp tục test nhanh ở các khu dân cư trong toàn huyện nhằm sàng lọc phát hiện các trường hợp lây nhiễm. Để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, tổ chức phun tiêu độc khử trùng ở các khu vực có ổ dịch, chợ và khu vực công cộng. Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Tại thành phố Đồng Hới, các ca dương tính ngày càng tăng. Cùng với đó là sự gia tăng của các chốt kiểm soát phòng chống dịch. Do vậy, công tác kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực phong tỏa càng phải được tăng cường. Ngay sau khi phát hiện các ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên có liên quan đến nhiều khu vực trên địa bàn, thành phố Đồng Hới đã thành lập 28 chốt kiểm soát ở các phường Phú Hải, Hải Thanh, xã Bảo Ninh và một phần tổ dân phố 1 phường Đông Hải. Đến nay, số lượng chốt kiểm soát đã được thành lập ở hầu hết các địa bàn trên toàn thành phố. Chính quyền các địa phương cũng đã huy động nhân lực, vật lực để tham gia chốt chặn ở các tuyến đường, nhất là ở những khu vực phong tỏa. Trong những ngày này thì càng có những cái F0, F1 trên địa bàn tăng cao, cho nên chúng tôi tăng cường công tác tuần tra về xử lý cái trường hợp vi phạm, đặc biệt trong khu vùng mà có cái ca dương tính thì chúng tôi phải kiểm soát chặt chẽ nội bất xuất, ngoại bất nhập.
Theo ghi nhận của phóng viên, trong những ngày thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị 16 của chính phủ, người dân trên địa bàn thành phố đã thực hiện nghiêm. Đặc biệt để người dân thực hiện tốt phương châm ai ở đâu ở yên đó, đoàn viên thanh niên tình nguyện ở một số địa phương đã đảm nhận việc tiếp nhận và vận chuyển hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu từ các dịch vụ chuyển hàng đến tận từng hộ gia đình. Tuy nhiên bên cạnh đó, ở một số khu vực phong tỏa vẫn còn tình trạng người dân chưa tuân thủ nghiêm các quy định. Chúng tôi là nhận nhiệm vụ trước ở đây là ngày thứ tư, thì tình hình của bà con ở đây chấp hành chỉ thị 16 thì nói chung là tốt, nhưng cũng có một số là cũng chưa nghiêm. Ví dụ như buổi sáng còn đi thể dục, còn đạp xe đạp, chúng tôi đã cho người trực tiếp là có trao đổi, nhắc nhở. Khi được nhắc nhở thì nói chung bà con người ta cũng chấp hành. Theo quan sát của phóng viên, hiện nay tại một số khu vực mặc dù chưa có ca dương tính, nhưng địa phương vẫn có treo thông báo khu vực phong tỏa. Qua tìm hiểu được biết lý do là để cảnh báo mức độ nguy hiểm. Tuy nhiên điều này dễ gây hiểu nhầm cho người dân và nảy sinh những vướng mắc trong công tác kiểm tra kiểm soát. Thiết nghĩ nên chăng thành phố cần có sự hướng dẫn thống nhất cho các xã phương phân biệt rõ khu vực phong tỏa, khu vực cách ly, khu vực thực hiện giãn cách xã hội và phổ biến rõ các quy định liên quan để lực lượng làm nhiệm vụ biết, để công tác giám sát, kiểm soát hoạt động lưu thông của người và phương tiện chặt chẽ hơn, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bên ngoài giăng dây, bên trong lại tụ tập dẫn đến lây nhiễm chéo. Thực hiện công văn số 1685 ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép các trường hợp được di chuyển trên địa bàn cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa có công văn chỉ đạo về việc di chuyển thực hiện nhiệm vụ cấp bách của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước. Ghi nhận của phóng viên thời sự trong ngày đầu thực hiện công văn này. Chốt kiểm soát tại khu vực cầu Sao trên đường Trần Hưng Đạo thời điểm 7 giờ 30 đến 8 giờ sáng ngày 29 tháng 8, lưu lượng người và phương tiện qua lại khá đông, trong đó hầu hết là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan đơn vị nhà nước. Giấy xác nhận đi đường mang theo đều có chữ ký của lãnh đạo và dấu xác nhận của các cơ quan đơn vị. Một vài trường hợp quên mang theo giấy tờ đã tự giác quay về, một vài trường hợp giấy tờ không đáp ứng yêu cầu quy định. Có giấy đi đường là được phép cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc thành phố hoặc là của cơ quan chức năng. Sáng đi là anh xuống là để anh hỏi xem để anh ký có xác nhận của anh phương, bí thư phương hay tôi để anh xuống làm việc. Bây giờ lên nhà về công ty dưới là bây giờ mấy hôm nữa anh xuống rồi, đóng cửa hết. Anh xuống sáng để giải quyết được. Thì theo quy định thì giấy đi đường của mình không phải là để đấy là từ mình cấp cho mình đi được anh ạ. Bây giờ anh cấp xong rồi anh về thì có giấy xác nhận nữa, anh xin cơ quan xác nhận nhé. Theo công văn số 1709 ngày 29 tháng 8 của Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm cấp giấy đi đường cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để thực hiện các nhiệm vụ cấp bách cần thiết với số lượng tối đa không quá 20% tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trực tiếp tại cơ quan. Nhưng với lưu lượng tham gia giao thông như thế này gây không ít khó khăn cho lực lượng trực chốt. Hôm nay là chủ yếu là cán bộ về cơ quan nhà nước vào lưu thông cũng đông, nói chung là cái giấy đi đường thì dư là rất nhiều loại giấy tờ, cái chốt không kiểm soát được. Thì theo quy định mới của tỉnh thì nói chung là chốt từng chưa nắm được hết, còn chưa có quyết định đưa về chốt, do đó là người dân đi là đủ toàn bộ giấy tờ nhiều loại lắm, chỉ có mà cái giấy mới chỉ có tầm 5% là tổng lượng người đi. Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chỉ được sử dụng giấy đi đường vào mục đích thực hiện công việc được giao, chỉ được đến địa điểm để thực hiện nhiệm vụ. Bởi vậy, các cơ quan đơn vị địa phương cần siết chặt hơn nữa việc cấp giấy đi đường, khuyến khích làm việc trực tuyến theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh để góp phần kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn. Để góp phần củng cố niềm tin, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức hoạt động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh cùng cả nước chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19. Trong đợt thi đua đặc biệt này, để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phòng chống dịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị quản triệt thực hiện 5 mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục quản triệt sâu sắc lời kêu gọi của Tổng Bí thư, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch bệnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đồng thời thường xuyên nắm chắc tình hình, giải quyết tốt công tác tư tưởng, chính sách và kịp thời động viên khen thưởng cho cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,
đã phát động đợt quyên góp ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong cán bộ nhân viên, chiến sĩ các cơ quan đơn vị với tổng số tiền trên 225 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng rất lớn đến tất cả các mặt của đời sống xã hội. Tuy nhiên, trong giai đoạn khó khăn này, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc ta lại càng được điểm tô thông qua những hành động, những nghĩa cử cao đẹp của tình người dành cho nhau. Mặc dù diễn biến dịch kéo dài, hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhưng hưởng ứng lời kêu gọi của tỉnh Quảng Bình nhằm giảm tải cho khu cách ly tập trung trường Cao đẳng Luật Miền Trung, Ban giám đốc khách sạn Phương Bắc Luxury thành phố Đồng Hới đã chỉ đạo cán bộ nhân viên chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để sẵn sàng đón công dân về cách ly tập trung. Dịch bệnh bùng phát dữ dội thì đối với đơn vị khách sạn chúng tôi trong quá trình 2 năm cũng rất là khó khăn về kinh doanh. Nhưng hưởng lời kêu gọi của Ủy ban nhân tỉnh, đơn vị chúng tôi quyết định làm chủ của khu cách ly cho các cái đối tượng F1 và cùng chung tay với tỉnh đẩy lùi cái dịch bệnh để trở lại bình yên cho tỉnh Quảng Bình nói chung và thành phố Đồng Hới nói riêng. Ngoài khách sạn Phương Bắc, hưởng chủ trương của tỉnh, lãnh đạo khách sạn Sài Gòn, thành phố Đồng Hới cũng đã thống nhất chủ trương để tiếp nhận khoảng 180 công dân từ trường Cao đẳng Luật Miền Trung về cách ly tập trung từ ngày 28 tháng 8. Ngày 29 tháng 8, Linh Mục Khoa Phạm Thành Luân và bà con giáo sứ Vĩnh Phước, xã Quảng Lộc đã dậy sớm để chuẩn bị 260 suất ăn ở cả khu cách ly trên địa bàn. Một hình ảnh đẹp thể hiện tình đoàn kết giữa người với người, đồng lòng, đồng sức cùng cả tỉnh, chung tay trong phòng chống dịch COVID-19. Việc mà tôi cùng bà con giáo sứ đến để rồi thăm những cái chỗ khu cách ly để đầu tư họp một bữa ăn trưa thì cũng đó là chỉ một việc làm rất là nhỏ nhói thôi. Chúng tôi làm cái tấm của mình thôi, chứ không có làm cái gì để rồi để được khen hay chê hay để được thế này thế kia, mà là vì cái tinh thần của mọi người thì cũng là cùng nhau, dù như thế nào đi chăng nữa thì mọi người cùng chung tay để xây đời bảo vệ thứ nhất là bản thân cũng như sức khỏe của mọi người cộng đồng. Vì là dịch bệnh đang lan tràn như thế thì mọi người chúng ta cùng nhau để cùng chung tay để đẩy lùi dịch bệnh, đó điều là quan trọng nhất lúc bây giờ. Những hành động, những việc làm tuy giản đơn nhưng ý nghĩa và mang đậm tình người sẽ được lan tỏa và đáng trân quý, nhất là trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn như hiện nay. Đây sẽ là nhân tố quan trọng, là động lực góp phần giúp sức cùng cả tỉnh trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Theo thông tin từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình, tính đến 18 giờ ngày 30 tháng 8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận đăng ký ủng hộ với tổng số tiền trên 4,1 tỷ đồng. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Vĩnh Hưng hỗ trợ 1 tỷ đồng. Trước đó, đơn vị này đã ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh 2,5 tỷ đồng. Công ty cổ phần điện gió BVT đã hỗ trợ tỉnh Quảng Bình 10.000 bộ kit test nhanh COVID-19 với tổng trị giá 1,8 tỷ đồng. Tổng công ty xây dựng số 1, công ty cổ phần ủng hộ 200 triệu đồng. Liên đoàn lao động tỉnh ủng hộ 30 triệu đồng. Ông Nguyễn Đình Bích, chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Tuấn ủng hộ 2.300 bộ áo quần bảo hộ, 1.000 kính chống giọt bắn, 6.000 khẩu trang cho CDC Quảng Bình. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Mạnh Phương ủng hộ 5 triệu đồng. Ngoài ra, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhiều cá nhân trên địa bàn tỉnh cũng đã ủng hộ tiền mặt cho quỹ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh đã và đang đối mặt với những thử thách mới khi xuất hiện nhiều bệnh nhân COVID trong cộng đồng. Cùng với những giải pháp quyết liệt kịp thời, tỉnh đã kêu gọi toàn dân đoàn kết tham gia phòng chống dịch COVID-19. Đã có nhiều việc làm kịp thời của nhiều tổ chức cá nhân chung tay phòng chống dịch. Những ngày qua, Ban công tác mặt trận tại các xã, phường trên địa bàn thành phố đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tổ COVID cộng đồng, đi từng ngõ, gõ từng nhà để thực hiện việc tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Bên cạnh đó, Ban công tác mặt trận các xã, phường đã kịp thời triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa hỗ trợ về nhân lực cũng như vật lực cho lực lượng chức năng tham gia làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch. Cùng với các đoàn thể chính trị xã hội, mặt trận các cấp đã kêu gọi nguồn lực triển khai thực hiện 14 bếp ăn, phục vụ khoảng 14.000 suất ăn hàng ngày. Mặt trận được phân là đảm bảo cái công tác hậu cần cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch. Thì mặt trận đã giao cho Hội Liên hiệp Phụ nữ là
chủ trì cái bếp ăn là một ngày là từ 100 đến 101 suất ăn. Thì cũng là mặt trận đứng ra vận động các cái tập thể rồi là các cơ quan doanh nghiệp về các cá nhân ủng hộ để cũng có cái kinh phí để mà duy trì cái bếp ăn. Mặt trận phường cùng với hội phụ nữ đã phân chia các cái lịch và đảm bảo theo cái số lượng quy định mỗi lần phục vụ thì là 10 chị em để phục vụ các cái bữa ăn gồm có 3 bữa ăn chính và một bữa ăn khuya để cho các lực lượng đảm bảo sức khỏe tham gia vào công tác phòng chống dịch trên địa bàn phường có hiệu quả hơn. Do các khu cách ly y tế tập trung trên địa bàn hiện nay đang quá tải, vì vậy các địa phương đã chủ động trưng dụng các trường mầm non để thành lập các khu cách ly y tế. Để kịp thời động viên, Mặt trận thành phố Đồng Hới đã quyết định hỗ trợ kinh phí cho các xã phường nhằm giúp cho công tác chuẩn bị được tốt nhất về trang thiết bị, điều kiện thành lập các khu cách ly tập trung. Hỗ trợ cho các xã phường là mỗi xã phường là 20 triệu đồng để xây dựng cái khu cách ly này. Và cái nguồn này là chỉ được sử dụng có cho cái khu cách ly. Bên cạnh cái việc hỗ trợ cho các khu cách ly tập trung thì mặt trận các xã phường là đang còn gần như là chủ trì để mà lo cái hậu cần tài các cho các cái lực lượng trong các cái thực hiện các cái nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó thì cũng ra soát và thường xuyên nắm bắt để mà hỗ trợ các cái đối tượng như là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hộ yếu thế trên các cái địa bàn với cái chủ trương là không để những cái hộ này thiếu đói trong cái thời gian thực hiện giãn cách xã hội và trong phòng chống dịch bệnh. Với những hoạt động ý nghĩa thiết thực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố Đồng Hới đã và đang cùng với cấp ủy, chính quyền và người dân tạo nên sức mạnh tổng hợp cả về tinh thần, vật chất